cuộc đời người tuổi canh tuất được ví ba đời phát triển công danh lộc lá may mắn vang xanh muôn đời phát triển nhan sắc ý trời cửu long cuốn lộc biển khơi mang về cửu tộc phất phát đề huề đời sau con cháu tiền về tín kho cuộc đời người tuổi canh tuất được ví ba đời phát triển công danh lộc lá may mắn vang xanh muôn đời phát triển nhan sắc ý trời cửu long cuốn lộc biển khơi mang về cửu tộc phất phát đề huề đời sau con cháu tiền về tín kho hé lộ ba bí mật động trời, về tử vi chọn đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, giúp sạch tai ương, đường đời thịnh vượng, về già giàu sang, an nhàn, hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi chọn đời 12 con giáp, trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị, luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời thật ngắn ngủi, dù muốn, dù không, thì cũng chỉ vỏn vẹn được 100 năm, vì vậy trong cuộc đời ta luôn phấn đấu cố gắng hết mình, để mong có được một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, đủ đầy. Ta từng mong khi 30 tuổi sự nghiệp thành công, 40 tuổi có một cuộc sống viên mãn, và khi 50 tuổi thì không còn phải lo nghĩ đến tiền bạc, khi ta 60 tuổi con cái được thành đạt, yên tâm, sung sướng tuổi già, nhưng nhiều khi cuộc đời lại không được như ta mong muốn, biến cố, khó khăn, cứ ập tới bất ngờ, bạn bè thì nhà cửa cao rộng, giàu có, may mắn đủ đường, sao ta thì vẫn mãi tay trắng, khó khăn chăm bề. Nhưng sách trời đã định tuổi canh tuất, sinh năm 1970, là con giáp số khổ trước, sướng sau, càng khổ trước về sau càng giàu xem tử vi chọn đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Tuổi nhỏ có nhiều vất vả, từ trung vận trở đi, mới thực sự tốt đẹp, người tuổi canh tuất tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ hết lòng vì công việc, ở họ luôn có lòng kiên định, và dũng khí lớn lao, tiến về mục tiêu phía trước, sống rất nhiệt tình, chân thành, nhờ vậy mà họ được quý nhân phù trợ, thần tài mở kho, ban pháp tài lộc, đổi đời giàu có, hưởng vinh hoa phú quý, về hậu vận thì an nhàn, con cháu tấn phát, công danh dạng ngời. Vậy, vận trình tử vi chọn đời của tuổi canh tuất, sinh năm 1970, sẽ ra sao? xin mời quý vị anh chị hãy cùng minh đường tử vi đón xem chi tiết trong video ngày hôm nay để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già năm nào được hưởng phước lộc trời ban công danh sự nghiệp tài lộc tình duyên sức khỏe và gia đạo sẽ như thế nào đặc biệt hơn ở phần cuối video ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ chi tiết về tháng sinh phú quý và giờ sinh phát tài của bản mệnh để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vận mệnh cuộc đời của mình quý vị nhé và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu về phần luận giải nội dung chi tiết của video ngày hôm nay Hé lộ ba bí mật động trời, về từ vi chọn đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, chút sạch tai ương, đường đời thịnh vượng, về già cực giàu, mặc sức mà ăn sung, mặc sướng, an nhàn, thành thơi. Người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, có tính cách hiền lành và thật thà, họ đối nhân xử thế chân thành với tất cả mọi người, nên dễ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, họ thông minh, tài giỏi, nhưng con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng, mà phải trải qua nhiều gian nan, và trắc trở. Khi còn trẻ, tuy là con giáp nói ít, làm nhiều, nhưng vì thiếu hiểu biết, nên họ thường đưa ra những quyết định sai lầm, khiến mọi công sức đổ sông, đổ bể, thế nhưng họ không đầu hàng nghịch cảnh, mỗi một khi thất bại, họ lại học được những bài học quý giá. Khi bước vào giai đoạn trung niên, chính là lúc mà tuổi canh tuất gặt hái được nhiều thành công, tử vi học có nói, tuổi canh tuất vốn mang theo số mệnh phú quý, nhưng phải bước qua hơn nửa đời người mới thấy rõ được điều này. Vì vậy, nếu gặp khó khăn, chắc trở, người tuổi canh tuất đừng vội quan tâm, hãy giữ vững tinh thần lạc quan kiên định đối mặt với cuộc sống thì tài vận và may mắn tự khắc tìm đến. Vì là một người sống tình nghĩa nên tuổi canh tuất được mọi người yêu thương, những gì tuổi canh tuất cho đi đều được nhận lại bằng hoặc hơn thế, đặc biệt vì sống thiện lương, tốt bụng, yêu thương gia đình, hiếu thảo, bởi vậy về già được hưởng phước lộc trời cho, hậu vận đủ đầy, vẹn toàn không phải lo lắng bất cứ điều gì. Theo luận giải tử vi chọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, là an nhàn, sung túc khi về già, hưởng nhiều phúc lộc, con cháu được phước đức từ tổ tiên. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng điểm lại ngọn ngành về cuộc đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, qua những đầu mục được luận giải và phân tích chi tiết ngay dưới đây. Người tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Chi tiết tử vi chọn đời canh tuất hay còn được gọi là tự quan chi cầu, có nghĩa là chó trong chùa, năm sinh dương lịch từ ngày mùng 6 tháng 2 năm 1970 tới ngày 26 tháng 1 năm 1971, mạng thoa xuyến kim, có nghĩa là xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chó, tướng tinh con cáo. Phật ban phúc, quan âm. Phật ban trí, phổ hiền Bồ Tát. Phật hộ mệnh, tỳ sa môn. Phật bảo hộ, A-di-đà như lai. Trong cuộc đời, được Phật phổ hiền Bồ Tát ban trí tuệ, là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng có ý chí cố gắng phấn đấu vươn lên để tự thân lập nghiệp, về sau 40 tuổi có sự nghiệp vững vàng. Lại được Quan Âm ban phúc nên cuộc sống hậu có nhiều may mắn, có cả danh tiếng, lẫn tiền bạc, tuổi già con cháu đông đầy, gia đạo tốt đẹp trong cuộc sống, nam mệnh được ông quan đế độ mạng, có thể lực tốt, Nữ mệnh được bà chúa tiên ban cho sức khỏe, những người tuổi canh tuất đa số được hưởng thọ lâu dài, trong khoảng từ 70 tuổi đến 90 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phú cho sức khỏe thể chất tốt cả đời không phải lo bệnh tật. Ngược lại, nếu sống không ngay thẳng, nói lời dối trá, làm hại người khác, về già sẽ phải gánh chịu cuộc sống cô độc và đau khổ. Về tính cách, những người tuổi canh tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho tất cả những sai lầm của người khác nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Người tuổi canh tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc nhưng họ lại rất quan trọng được dẫn đi kiếm tiền, họ trung thực, ngay thẳng và thẳng thắn nên trong các quan hệ xã hội có thể người tuổi canh tuất sẽ gặp phải những chuyện không hay họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất họ luôn dung hòa được hai sự việc và sự vật mâu thuẫn đôi khi ở khía cạnh tiêu cực họ là những người khá bảo thủ hay cả thẹn hay nhúng mũi vào chuyện của người khác chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu người tuổi canh tuất có những lúc lại bảo thủ và không nghe ai nói những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm người tuổi canh tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc khi có xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù, hoặc cũng là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi canh tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và hành động quân tử của họ. Tuổi canh tuất ưa tác phong thanh lịch nhẹ nhàng, lối hành xử khéo léo, chắc chắn họ ít khi làm mất lòng người đối diện. Về bản thân tuổi canh tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý, họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng làm đẹp cho đời tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng vì thế nên tuổi canh tuất giàu trí tiến thủ muốn được cống hiến và lập công danh chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác còn không họ thích ở ẩn tiêu giao tuổi canh tuất rất tinh tế có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật họ là những người duy mỹ thích cầu kỳ trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng Tiếp theo đây sẽ là tử vi chọn đời tuổi canh tuất sinh năm 1970 về phương diện sự nghiệp. Với những đặc điểm về tính cách kể trên nên tuổi canh tuất thích hợp với các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, tài chính ngân sách công quỹ, tài sản. Một số khác hợp với công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn như tư vấn tâm lý, bác sĩ, y tá hay thành viên các tổ chức từ thiện nhân đạo. Khả năng cảm thụ thiên bẩm về cái đẹp nên tạo nên mối duyên đối với nghệ thuật điêu khắc, hội họa, thơ ca, trang trí, cắm hoa, cây cảnh mang trong mình khí chất về quyền quý nên tiền bạc tài sản của tuổi canh tuất chắc chắn cũng phải xứng tầm. Tuổi canh tuất có lộc cách nên dù làm nghề gì hay tự kinh doanh, họ cũng có duyên với tiền bạc tài sản, dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung niên trở đi, hậu vận sung túc và cát lợi vô cùng. Tổng quan từ vi chọn đời qua các năm tuổi của tuổi canh tuất sinh năm 1970. Từ vi tuổi canh tuất từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, đường tài lộc của bạn được khá tốt, công việc làm ăn thuận lợi, có nhiều niềm vui về gia đạo trong năm này năm 42 tuổi thì đường tài lộc cũng như tình cảm chỉ được trung bình. Năm 43 tuổi, hai năm này không nên đi xa, hùn họp làm ăn sẽ có lợi về tài chính. Năm 44 tuổi, năm này bạn có phát đạt tài lộc, đầu năm và cuối năm có thể có hoạch tài, năm 45 tuổi được tốt về đường gia đạo, con cái trong gia đình thành công về đường công danh tử vi tuổi canh tuất từ 46 đến 50 tuổi, bổn mạng yếu kém, tài lộc có phần xa sút nên cẩn thận việc làm ăn cũng như về vấn đề tài lộc vào những năm này, nên chú ý sức khỏe, không nên đi xa vào những tháng mùa đông, có thể làm ăn nhỏ trong những năm này. Tử vi tuổi canh tuất từ 51 đến 56 tuổi, trong khoảng thời gian này có nhiều may mắn trong cuộc đời, gia đình và sự sống được sung túc, nên cẩn thận về tiền bạc, không nên quá tin tưởng mà bị tiểu nhân lừa gạt về tài chính, năm 56 tuổi nên chú ý nhiều đến sức khỏe. Tử vi tuổi canh tuất từ 57 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này bạn gặp nhiều may mắn về tài lộc, tuy nhiên, nên cẩn thận về vấn đề sức khỏe, về phần con cháu có cơ hội phát triển về công danh, đến những tuổi này hầu như là được sung sướng, an nhàn từ đây cho đến hết cuộc đời. Luận giải chi tiết trong các lĩnh vực cuộc sống của tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Người sinh năm canh tuất ngũ hành thuộc kim, mệnh thoa xuyến kim, có nghĩa là vàng trang sức. Tuổi canh tuất mệnh kim, là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng, và nghiêm túc, chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây mù che phủ để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại, vào người khác, mà luôn cố gắng và nỗ lực hết mình cộng dồn sức lực không làm được thì cũng không bỏ cuộc bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người khác cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình người tuổi canh tuất mệnh kim thích tiết kiệm cứ có tiền là không ngừng tiết kiệm ăn không dám ăn tiêu chẳng dám tiêu chỉ cần nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm ngày càng nhiều lên là họ đã cảm thấy thỏa mãn rồi nếu muốn tài lộc dồi dào hơn tuổi canh tuất cần phải biết cách chi tiêu đầu tư dùng tiền vào chỗ bổ sung không được tiết xe càng không được tiết kiệm rồi tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở buông dây dài mới bắt được cá to tử vi chọn đời người tuổi canh tuất sự nghiệp ở mức khá tiền vận tuy có khó khăn nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp gia đạo vững vàng ngày càng phát triển hậu vận danh lộc tăng cao cuộc sống có nhiều may mắn có người trở thành chủ nhân có tiền có tiếng tuổi già con cháu đong đầy gia đình hưng thịnh Người tuổi canh tuất có cuộc đời khá mạnh mẽ về sự nghiệp đi đôi với tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng, sự nghiệp cũng thăng hoa, vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, nắm được mệnh trời, lại được trang bị kiến thức nền, trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi canh tuất làm nghề kinh doanh, buôn bán thì bận rộn, lo toan, vất vả, song lộc đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy tích tiểu thành đại thì mới thành công. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như tránh được sai sót không đáng có. Dù biết lắng nghe, nhưng không ít người tuổi tuất có tinh thần tự lập, cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao, chính vì vậy họ có thể đứng vững trên đôi chân, bằng ý chí, sức lực và tài năng của mình. Cuộc đời của những người tuổi canh tuất cũng gặp khá nhiều gian chân, khổ ải, mới thành đạt, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng tuổi canh tuất mưu cầu hạnh phúc thành đạt trong cuộc đời phải chú ý ngăn ngừa khống chế các nhược điểm sau đây đề phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh tránh ngoan cố bảo thủ nên lắng nghe ý kiến của người khác khi kết bạn phải có thời gian kiểm nghiệm quan sát tránh khám phá sẽ mang vạ vào thân tránh sĩ diện khi làm việc sai sót lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học nhìn chung người từ canh tuất, không mấy nhàn hạ, mà phải lao động cật lực, thì mới có được, xong nỗ lực hơn nửa đời người, cuối cùng từ sau 40 tuổi trở đi, cũng có chỗ đứng vững chắc, bởi số khổ trước, sướng sau, nên nửa đầu trung vận, chỉ đủ ăn tiêu, nhưng dư giả chút đỉnh. Từ nửa sau, trung vận và hậu vận, may mắn mới ùn ùn kéo tới, làm ăn phát đạt, đầu tư một, thu lời 10 tiếng tăm lẫy lừng, khiến mọi người ai ai cũng phải kính trọng, và nể phục. Về phương diện tài lộc. Tử vi chọn đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, theo tử vi chọn đời phương diện tài lộc của tuổi canh tuất khá tốt, lúc còn trẻ khó khăn nhưng vì chăm chỉ nên vẫn đủ ăn, đủ tiêu, tuy cũng vào khoảng 35 tuổi trở đi, thì vấn đề tiền tài mới có cơ hội phát triển và đi lên, càng cao càng gặp nhiều cơ may, nên tài lộc vượng phát, có nhiều mối làm ăn thu lời lớn. Nhưng con giáp này, nếu muốn tài lộc dồi dào hơn, cần phải biết cách chi tiêu, đầu tư dùng tiền vào chỗ cần dùng, không được tiếc rẻ, càng không được tiết kiệm, tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở, buông dây dài mới bắt được cá to, tuổi canh tuất có lộc cách nên dù làm nghề gì, hay tự kinh doanh, họ cũng có duyên với tiền bạc, tài sản dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung niên trở đi, hậu vận sung túc, và cát lợi vô cùng. Về điền sản, người tuổi canh tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có, về sau con cái công thành, danh toại đều giàu có, tuổi canh tuất cũng được nhờ cậy, tài sản cứ ngày một tăng, cuộc đời về già không cần phải lo nghĩ về tiền bạc, thành thơi, an nhàn những tuổi hợp làm ăn theo luận đoán tử vi canh tuất nên lựa những tuổi này làm ăn thì có kết quả tốt đẹp về tiền bạc đó là những tuổi canh tuất bính thìn kỷ mùi vì đây là những tuổi rất hợp với tuổi của bạn những tuổi đại kỵ với canh tuất không nên làm ăn với những tuổi giáp tý ất sửu canh ngọ bính tý đinh sửu và mậu ngọ đây là những tuổi khắc kỵ với bạn về đường tài lộc mà còn khắc kỵ với cả đường tình cảm nữa về phương diện sức khỏe tử vi chọn đời tuổi canh tuất như sau sức khỏe của con giáp tuổi canh tuất thời trẻ sung sức nhưng từ trung vận trở đi do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nhiều nên không tốt lắm rất may là các vấn đề sức khỏe này đều có thể được giải quyết nếu bản mệnh có chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý khoa học dành nhiều thời gian thư giãn tĩnh tâm và rèn luyện sức khỏe tuổi canh tuất cần hết sức lưu ý về các bệnh có liên quan tới hô hấp và hệ đường ruột ở thời điểm khí hậu thất thường biến động nhiều dịch bệnh xuất hiện nên canh tuất phải chú ý kỹ càng vào mùa lạnh mặc ấm đi ra ngoài đeo khẩu trang ngăn ngừa vi khuẩn virus không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình mà là còn cho cả gia đình Ngoài ra áp lực cuộc sống cũng là vấn đề làm ảnh hưởng tới sức khỏe của anh chị tuổi canh tuất. Về tình cảm gia đạo, Tử Vi chọn đời tuổi canh tuất, sinh năm 1970, về mặt tình cảm như sau. Những người tuổi canh tuất thường gặp nhiều may mắn trong tình yêu, sự chân thành, trung thủy của họ luôn khiến đối phương cảm thấy tin tưởng, hài lòng, khi đã kết hôn, tuổi canh tuất sẽ hết lòng chăm lo cho con cái và cho cuộc sống của gia đình tuy nhiên dù có hạnh phúc nhưng cuộc sống thường xảy ra những mặc cảm làm cho giữa tình chồng và tình vợ không được hoàn toàn êm ấm cho lắm bạn nên bỏ qua những vấn đề cá nhân hay chuyện cũ trước đây để được an vui trong cuộc sống gia đình người tuổi canh tuất sống nội tâm trừ những lần quá tức giận ra Canh Tuất rất ít khi để lộ tâm tư của mình, đồng thời họ còn có tính cách cố chấp bẩm sinh, những nhân tố này có thể sẽ bất lợi trong đường tình cảm, tính cố chấp luôn đem lại muộn phiền cho họ, họ lại là những người không muốn để lộ tâm tư nên chỉ có thể giữ phiền muộn lại trong lòng, những người tuổi Canh Tuất nên tâm sự với nửa kia, cố gắng mở rộng tâm tư tình cảm của mình. Người tuổi Canh Tuất sau khi kết hôn sẽ có được gia đình bình an và hạnh phúc. Trong đời sống gia đình, họ rất biết quan tâm và chăm lo tới những người xung quanh, do vậy mà mọi người rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, và chạm, họ được các thành viên trong gia đình quý trọng, và nể phục, con cái cũng được họ nuôi dưỡng tốt, dạy bảo thành tài, về sau được nhờ cậy nhiều. Tiếp theo là vận mệnh của anh chị tuổi canh tuất theo tháng sinh âm lịch. Thứ nhất là những người sinh tháng riêng. Là người đôn hậu, thân thể khỏe mạnh, nhưng lại thiếu tính nhanh nhạy, dễ nản lòng, dối trí, người này nên biết kiềm chế bản thân, suy nghĩ chín chắn, tránh những chuyện thị phi người sinh tháng 2 âm lịch. Người canh tuất sinh vào tháng này, là người khỏe mạnh, tốt bụng, dũng cảm, tuy nhiên có một số người lại hay tỏ vẻ ngông nghênh, thiếu sự tôn trọng người khác, sinh và tiết kinh chập, người tuổi tuất thường đi đây, đi đó, làm việc theo cảm tính. Sinh tháng 3 âm lịch Người sinh tháng này, thường là người thanh tú, phong lưu, thông minh, tài năng hơn người, giao tiếp giỏi, người này thích đi nhiều, mọi việc thuận lợi, tuy nhiên do các thói ham màu sắc đẹp, nên dễ gặp phải những rắc rối trong cuộc sống. Sinh tháng 4 âm lịch người sinh tháng này, tuy không giàu sang, nhưng có nhiều niềm vui và may mắn trong đời. Tuy nhiên, họ cần biết cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp và cuộc sống. Sinh tháng năm âm lịch. Người sinh vào tiết mang trùng, là người có hoàn cảnh phức tạp, dễ gặp tai họa, số này phận mỏng, hậu vận bình an. Người sinh tháng sáu âm lịch. Người tuổi tuất sinh vào tiết tiểu thử, thường có tính cách khác người, tuy có trí khí, nhưng không có cơ hội để vươn lên, số này nhiều hạn, nếu không làm những chuyện bất chính, sẽ có được cuộc sống no đủ. Người sinh tháng 7 âm lịch là người có số may mắn, hay được giúp đỡ tận tình, tuy vậy sự nghiệp khó thành, cuộc đời bất ổn, cuối đời tuy có cuộc nhưng không tránh được đau buồn. Người sinh tháng 8 âm lịch. Sinh tháng này thường là người tự trọng, thông minh, khéo ăn nói, tuổi trẻ gặp nhiều trở ngại nhưng đều vượt qua, số này địa vị bấp bênh, cả đời không có hạn lớn, hậu vận may mắn, danh tiếng vang xa nhưng tài lộc không nhiều. Người sinh tháng 9 âm lịch là người cương nghị, dũng cảm, có ý chí vươn lên trong cuộc sống được mọi người kính trọng, tuy nhiên không ít lần gặp phải sai lầm, thất bại. Người sinh tháng 10 âm lịch. Người tuổi canh tuất sinh tháng này thường rất chính trực, trung thành, nhưng cuộc sống lại bấp bênh, danh lợi khó đạt cả đời vất vả, nhưng cũng không nên nghiệp lớn. Người sinh tháng 11 âm lịch. Là người cần cù, chăm chỉ, ti vất vả, khó nhọc nhưng mọi việc khó thành, số này may mắn được quý nhân phù trợ nên cả đời được bình an. Người sinh tháng 12 âm lịch là người nghiêm khắc có uy thế lớn, số thuận lợi công danh đều thành phúc thọ lâu dài, được lộc an nhàn, gia thế hưng vượng, có của ăn của đệ Phần luận đoán theo giờ sinh phú quý, phát tài. Giữa một ngày có 24 tiếng ứng với 12 canh giờ theo âm lịch, những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Sinh giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ Người tuổi canh tuất sinh giờ này, số không gặp thời, công việc gặp nhiều bất lợi, cần cố gắng hơn và làm việc tốt để cuộc đời được thuận buồm xuôi gió. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ. Người sinh giờ này, cuộc đời gặp rất nhiều chuyện phiền phức, may được quý nhân phù trợ nên phần nào được yên ổn, về già được an vui, cuộc sống khá giả. Sinh giờ dần từ 3 giờ tới 5 giờ. Người tới canh tuất sinh vào giờ này, có cuộc đời thường gặp trắc trở, trong cuộc sống cần lấy nhẫn làm trọng, buông bỏ bớt phiền muộn thì đời cũng được an nhiên và dễ chịu hơn sinh giờ mão, từ 5 giờ tới 7 giờ. Người sinh giờ này, sẽ mắc bệnh nặng, phải hao tốn tiền của, tuy nhiên nhờ sao tốt nguyệt đức chiếu mệnh, nên không gặp phải đại nạn, cuộc sống ấm no, con rồng, cháu lộc. Sinh giờ thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ. Người sinh giờ này, cuộc đời có nhiều biến động, số hao tiền, tốn của, do bị sao hung nguyệt chiếu mệnh, hát cần cẩn trọng trong chi tiêu, tiền bạc đầu tư phải tìm hiểu kỹ, không nên cho vay mượn, bệnh tật cần phải đi khám ngay, kẻo bệnh nặng, chạy chữa, mất nhiều tiền của. Sinh giờ tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ người tuổi canh tuất sinh giờ này tuy có gặp họa nhưng nhờ sao long đức bảo vệ nên tài sản về già vẫn có kha khá, sống yên ổn. sinh giờ ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ người tuổi canh tuất sinh giờ này thường có chức quyền, pi danh lẫy lừng, được nhiều người kính trọng và tiền bạc dư giả. sinh giờ mùi từ 13 giờ tới 15 giờ người sinh vào giờ này thường chịu cảnh cô đơn, may được sao tốt chiếu mệnh nên mọi sự đều thuận lợi tốt đẹp, cuộc sống an nhàn tự tại, không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc sinh giờ thân từ 15 giờ tới 17 giờ. Người này tuy phải sống xa quê, nhưng danh lợi song toàn, tiền bạc dồi dào, số phú quý vinh hoa. Sinh giờ dậu từ 17 giờ tới 19 giờ. Người sinh giờ này, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh tật, cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe, tài vận sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá. Sinh giờ tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Người sinh giờ này thường có tư tưởng tiến bộ, suy nghĩ tích cực, tuy nhiên do phạm phải thái tuế nên trong đời có nhiều biến động cuộc sống thường phải lo âu, vất vả. Sinh giờ hợi từ 21 giờ tới 23 giờ. Người sinh giờ này có số phải xa quê và cô đơn, may nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh nên tiền đồ sáng sủa, sự nghiệp thành công tốt đẹp, về già sung túc, hạnh phúc bên con cháu. Sau đây là phần luận giải quan trọng cho tuổi canh tuất sinh năm 1970. Ở độ tuổi ngoài 50, nếu biết được hai điều này sẽ có được cuộc sống an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thứ nhất là biết đủ thì an lạc. Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ. Bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều, ngược lại nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở. Thà rằng cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ, chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong không nên ỉ lại vào sức khỏe đang có phước báu không nên hưởng hết tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh mà là một quá trình thời gian lâu dài hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất vượt qua sự lo lắng sầu muộn của thế gian và bằng lòng với những gì đang có hiện tại giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự thứ hai là Hành thiện mỗi ngày. Phật giáo chủ trương hành trì giới luật làm các việc thiện để tích gom phước đức, khai mở cánh cửa trí tuệ, dẫn đến quả vị là giác ngộ thành Phật. Nói cách khác, hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành Phật pháp. Trong kinh, Đức Phật dạy, không làm các việc ác nên làm các việc lành, đó đích thực là chân lý. Người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức. Cho nên, người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này. Mặc dù điều đó cần phụ thuộc vào môi trường kinh tế của mỗi cá nhân, nhưng chiều sâu của mọi việc thiện không phải cân đo đong đếm bằng tiền mà lấy chiều sâu của tâm từ làm tiêu chí. Tâm biểu hiện ra ngoài bằng hành động thiện đó là sự phát tâm. Phát tâm như thế nào? Sự phát tâm từ bi này cũng giống như tâm của Bồ Tát vậy tình yêu, sự tin tưởng và lòng biết ơn, thực ra không cần theo đuổi hình thức, làm mà không nói, nhìn thấu từ những việc nhỏ nhặt, hòa tan vào bên trong mọi ý niệm, không vì cuộc sống tương lai, không vì hưởng thọ kết quả, chỉ vì một ý niệm cầu thiện, như vậy là đã có phước báo rồi. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình, về tử vi luận giải chi tiết cuộc đời tuổi canh tuất khổ trước, sướng sau. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý vị sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, may mắn, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội minh đường tử vi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại